Okay. Rồi mình sẽ học tiếp cái phần này này. Con đang dùng máy tính hay điện thoại đấy? Đang dùng điện thoại. Ừ, sao bữa nay con không dùng máy tính nữa? Con không biết. Ủa là sao máy Sao tính à? của con đâu rồi? Máy tính của con chưa mang đi sửa luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ nối từ vựng tương đương với bất hình. Từ ví dụ đầu tiên là classes. Vậy từ thứ hai thì tương đương bất hình nào nhỉ? Con sạc quá đó. Để con mang một cái. Được chưa con? Con đang nhớ lại mở khẩu máy tính. Vậy hôm nay mình dùng điện thoại cũng được. Không để hỏi đồ con này. Nó cứ không lên nguồn nữa. Vậy thì hư nguồn rồi. Hoặc là không lên nguồn có thể là hư màn hình máy tính ấy. Hôm đợt cô cũng bị như vậy 2 lần luôn. Xong cô đem máy tính đi sửa. Một lần như vậy là hết tầm 2 đến 3 triệu đấy. My God. Và nếu mà con đi vào hãng sửa là nó còn đắt hơn nữa. Cô dùng lại dạng HP. Cô vào hãng vẫn báo giá cô là 4 triệu rưỡi tại vì hết bảo hành á. Xong rồi cô đem ra ngoài tiệm để cô sửa còn 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi thôi. Vậy là cô tiết kiệm được 2 triệu.
rồi cô. Rồi. Nó làm bài đi. Rồi, kiểm tra nha. Very good. Thì con đọc qua những từ này nào. Con đọc qua đi. Grass, fish, wind, loss. Từ này nhìn hiển nhiều vậy đấy, nhưng mà do là vì người ta thêm ed ấy thì người ta gấp đôi cái âm phi này lên, vì ở đây chỉ có một nguyên âm thôi, thành ra người ta phải gấp đôi thành hai chữ phi trước khi thêm ed. Mình vẫn đọc là dropped. Drop. Đọc chữ drop trước đi. Là drop. Yeah, drop. Tiếp theo. Drop. Bad. Dinner. Panda. Dinner. Chữ dinner bắt đầu bằng chữ Dinner. D. D. Dinner. Dinner. Yeah. Dinner. Okay. Draw lines from the words to the pictures. What color are these glasses? Is pink across? It's pink. What is the boy running after the wind? Hat. Hat. His hat. How many apples did the woman not drop? Not drop. Five. Not drop. Five are on One. the floor. Yeah. Để ý cái chữ not. What's on this dinner plate? Is like cái đó là cái gì đấy? Cái này á, cái này là gì? Con không biết. Có thể Con không biết. nhìn, có thể có một cái đùi kia, Đâu, đấy là đùi á. phải không? Không, con tưởng đấy là nước sốt chứ. Con zoom ra, con tưởng đấy là nước sốt chứ. À. Thì mình xem được đây là gì nhỉ? Beans, oh, and sausages. Sao có thể là xúc xích được nhở? Ủa, con nhìn con zoom to ra thấy là nước sốt mà. Con Giống nhìn kiểu thì có nước thể, chấm á. con nhìn có thể dùng cái đuôi gà ấy. Cái phần này dùng đuôi gà này. Nơi Nhìn nhở. giống sốt ghê. What color is the fish tail? It's orange. Is orange, very good. The man lost his train. Cái này là mỗi lần mình đi xe buýt này, đi tàu hay là đi chơi công viên hay gì đó, mình cần phải mua một cái gì đó để vào cổng. Mua vé thì gọi.
gì nhỉ? Why is it? I Ticket. Có lẽ từ này sẽ xuất hiện rất là nhiều trong rạp chiếu phim, trên cái vé chiếu phim mà con đi ấy. Bảo đảm luôn. Alright, whose face is on his đó là một cái chú hề. about Nhưng có lẽ English? is your tracker. Joker. Cũng có thể là Joker mà cũng có thể là Klaus. Joker là một cái người giống giống vậy. Là con có xem phim Joker chưa? Rồi à. Nhưng mà Ừ. con nhìn mà con thấy sợ. Cô không Không xem, hiểu. cô thấy cái phim nó sao sao ấy, nó cứ nó hơi tiêu cực Không, ấy. cái người đó kiểu là kiểu điên điên, nó cứ kiểu crazy. Ừ, tôi cũng không thích cái thể loại phim đó mà người ta thích dữ luôn. Alright, last was the panda eating. Cái phía trên mình có thể là Klaus hoặc là Joker đều được. Câu cuối cùng, where is the panda eating? Không biết là cái chúc cho người anh nó gọi là gì. Leaves. That it lives mà. Rồi, Không biết. ok. Lá đấy. Đã ăn lá. Còn cái tre thì gì nhỉ? Cái tre có nhá. Mình có thể gọi là reed hay là small bamboo. Cái tre thì mình gọi là bamboo đấy. Bamboo, đây là cây tre. Như cô nhớ vẫn còn. Rồi, mình đọc xong. À, còn phần này. Choose word from C to complete the sentences. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng những cái từ vựng lúc nãy ở đây. Được chưa? Để điền vào phần trống. Example. Example là ví dụ này. Thì con sẽ thấy được cái chữ ví dụ này có thêm một cách viết nữa là như thế này. E và X. Ví dụ. I couldn't do my homework because my dog hit my glasses and I couldn't see. Này, ở đây mình thấy là couldn't see. Bởi vậy thành ra không có làm bài tập được. Thì không có cái này. Không làm bài tập được. Câu tiếp theo nào. I couldn't do my homework because number one này, my pet. Lại, tôi không thể làm bài tập về nhà của tôi bởi vì con pet này làm gì đấy? Pet. Pet ở đây thì mình sẽ cần tìm một con vật. Tại vì ở đây mình đã có động từ rồi này, mình có động từ S rồi. Lúc nãy mình đã dùng classes. Rồi bây giờ mình còn lại những từ này. Fresh. Fish maybe. Thú cưng mà. Thì có thể là fish hoặc là panda. Nào cũng được ha. Ate my books for. Band, bed, Bag. Bag là cái túi. Cái con thú cưng, con cá, các cảnh của tôi. Nó làm gì? Nó ăn. Ate ở đây là ăn cuốn sách, những cuốn sách của tôi for. Thì cái từ phù hợp ở trên này có thể là từ nào nhỉ? Bag? No. Bag là cái túi mà. Lot. Loss, mất. Loss là mất ấy. Nó là một động từ.
Nhưng ở đây mình sẽ cần một cái danh từ thôi. Những động từ như là từ lost và từ dropped là động từ. Còn những từ như fish này, win, dinner, panda, bag, glasses là danh từ. Sao nhỉ? Sao ta? Anh nghĩ là chó hay là win thôi. Ate my books for. Chắc. Drop? No. Như cô đã nói, ở đây thì mình sẽ không cần một. Ở đây mình sẽ không cần động từ. Mình chỉ cần một danh từ. Và fish mình đã sử dụng rồi nè. Glasses đã sử dụng. Bag đã sử dụng. No, bag chưa sử A wind, winded. dụng. Wind. Yes. Cái lý do mà con thuộc con cá có cảnh, cái này chỉ là bịa ra thôi, con cá cảnh ăn những cuốn sách của tôi thì khi ăn thế vào mình có cảm giác như thế nào? Ăn vào cảm giác chắc là mắc nghẹn. Mắc nghẹn. Nhưng ở đây không có cảm giác đó. Bạn Fit chỉ coi những cuốn sách này giống như là bữa tối. Này bạn ấy chế đó, bạn ấy chế thôi. Number 2, my books fell out of my school. Fell out là rớt ra. Thế thì phải cầm một cái ba lô bàn. Back. Alright. Yes. Three. The was very strong when I walk home from school. The gì đó mà very strong when I walk home from school. The drops. The no. Sau chữ the là một mạo từ thì bây giờ mình cần một cái danh từ vì ở đây con đã có động từ rồi nè, nhưng mà đây là động từ to be thì ở trong câu này mình đã có rồi, mình đã có một động từ rồi, mình cần một cái danh từ để xác định rằng cái gì đó mà nó strong, nó mạnh á. Khi mà tôi walk home from school, khi mà tôi đi bộ về nhà thì cái gì đó mà nó mạnh nhỉ? Gió mạnh, Ừ, wind. được không? Gió mạnh được không? The wind Yep. were very strong. Number 4, my books in the river. Rồi ở đây mình có chủ ngữ là ai rồi này, nhưng mình lại chưa có động từ. Thì như thế này con sẽ khoanh vùng được cái động từ. Ở đây mình chỉ có hai động từ thôi, đó là từ lost và dropped. Được chưa? Vậy mình biết được là mình chỉ cần chọn một trong hai động từ. Cái mình cần chọn tiếp theo đó là nghĩa để cho phù hợp với câu. It's Loss. Ok. Người ta sẽ không dùng loss. Loss ở đây là giả sử mà cái đồ gì của con đó mà nó lạc mất, con không biết, thì con có thể là giả sử điện thoại, chìa khóa đi, thì con có thể nói là I lost my key. Và đến bây giờ mình vẫn đang tìm cái chìa khóa đó, tại vì mình thực sự không biết nó mất ở đâu. Nhưng
Ở trong trường hợp này bạn này biết vị trí này, những cuốn sách của tôi ở rớt ở đâu đấy? Rớt ở đâu đấy? In the River. in the river. Là bạn này lại có thể là bạn chứng kiến luôn được là sách rớt vào cái sông đó, chứ bạn không phải là bạn đoán hay là bạn không tìm thấy, mà có lẽ là Sách bạn mà rơi xuống đấy chắc là thành lấy lên được không? nhiều, chắc nó thành bã rồi quá. Câu cuối cùng này, I my pen. Câu này lại càng dễ. Vì sao? Vì mình đã có chủ ngữ nhưng mình lại chưa có động từ. Thì một Từ còn câu. nữa, còn một từ còn lại thôi. Đúng Yes. rồi. That's right. Thì một câu câu hãy xác định cho cô là chủ ngữ, động từ và cái vế ở phía sau là tân ngữ. Được chưa? Khi mình thấy có chủ ngữ rồi là I, we, you, they đó thì mình bỏ qua. Khi mình thấy có động từ rồi thì mình sẽ bỏ qua, mình không cần tìm động từ nữa. Tùy trường hợp. Nếu nằm ở trường hợp như thế này con phải không? When thì nó lại bắt đầu câu khác rồi. Thì mình sẽ phải là một câu mới. Tùy trường hợp nha, không có nghĩa là mình sẽ không được đưa động từ vào. I lost hay là I dropped my pen. Ở trong trường hợp này có hai nghĩa. Một là tôi mất cái bút, hai là tôi rớt cái bút. Our children say that why they couldn't do homework. Make things up for new reasons of your own. Những đứa bé thường nói dối là chúng không làm, lý do vì sao chúng không làm được bài, không làm bài tập về nhà. Bây giờ mình hãy tạo nên một tại đó bạn. Bây giờ cô muốn biết tại vì lý do gì không làm bài tập về nhà, bởi vì Không như biết thế đâu, nào? một chắc là một phần tại vì quá lớn, mà phần thứ hai là Nhưng mà có phải chép lại bài của tuần trước chưa chép. giả sử mà lên trên trường trường học chính đi, cô hỏi là tại sao con chưa làm bài, tại sao con lại không làm bài tập về nhà, thì mình sẽ trả lời làm sao? Không biết tại vì con chưa bao giờ bỏ bài tập về nhà ở trường chính. Bạn trường phụ thì sao? Trường phụ à, trường phụ chắc À là tại vì đâu, con quên nè, rồi xong con không nhận được bài nè, rồi xong con không thấy nè, rồi xong cô cứ gửi cho con á. Rồi xong con không biết làm không, đôi lúc nói rất có đôi lúc là phải nói rất là chân thật là nè. tại vì con lười, Đó, cô biết mà. đôi lúc con bị Lâu lười. lâu lắm rồi đấy, hơn chắc phải mấy tháng luôn rồi. Đây lại là lý do của chuỗi mấy bạn bày ra là because I had to go to the moon last night. Vì hôm qua tôi phải lên mặt trăng, vì lý do đó cho nên tôi không làm Nhưng mà bài ta là để mơ. được. Lơ lên trong mơ đấy, đi ngủ rồi mới lên đấy. Rồi because I gave it to an alien. Nếu mấy bạn nhỏ nhỏ khoảng tầm 60 tuổi thì bạn có thể bịa ra như thế này là tôi đưa vỡ bài tập về nhà của tôi cho người ngoài hành tinh rồi. Khỏe. Hay là because mom covered it by mistake. Lại có chuyện mẹ nấu luôn cả bài tập về nhà của tôi nữa. Tiện ghê gớm. Ôi Bữa tối cho gia đình đấy. Câu tiếp theo đó là because my baby brother put it in the bath. Cái này nghe có vẻ của chuối nhưng mà hợp lý. Em trai của tôi bỏ nó vào bồn tắm. Hợp lý hơn mà. Câu này hợp lý nhất nè. dạ chuẩn. Câu tiếp theo. Because my sister dropped paint on it. Bởi vì chị em hay là chị của tôi làm rớt màu ở trên đó. Nghe không hợp lý tí nào. Mỗi lần mà cô đi học mà cô nói là ô em quên bài về nhà là cô thấy ngại ghê luôn á. Tại vì cô sẽ Không nha, những câu là truyền thống là em quên mang bài tập về nhà, em để quên ở nhà bà ngoại, em để quên ở nhà bà nội, tại vì hôm qua em không mang sách vở về. không, Đấy, nhưng mà cô có làm bài thật, cô có làm bài nhưng mà lại cô lại quên đem đi. Đó là hôm bữa mà cô đi học lớp tiếng Anh, ông thầy đó dữ kinh lắm, học viết ấy,
Ông mới giữ kinh lắm, nhưng ông nói một lần đến lớp là phải, lần đầu tiên là ông đưa bài về nhà do buổi đầu tiên nên ông mới tha đó. Xong cô quên là cô nói là cô quên đem bài về nhà rồi mà, xong mà ngại ghê luôn, tại vì ông nghĩ là chắc là cái dạng không làm bài rồi, xong rồi bài đặt quên này quên kia. Xong hôm sau cô cũng đưa cái bài đó lên cho thầy để chứng tỏ cho thầy biết là cô đã có làm bài. Nếu mà quên làm bài mà trong lớp tất cả đều làm bài mà mình không làm, mà hoặc là mình không làm, rất là khác biệt mà cảm thấy rất nhiều phút, như Đương kiểu là nhiên một một con người ở phía khác ấy. thì rõ ràng thì khi đó mọi người đều sẽ nghĩ là bạn này nhát không làm bài, xong bây giờ còn bị đặt quên thế này quên thế kia, chắc chắn là không làm bài luôn. Ủa khi đó cô xoay sở cô vẽ, cô nhờ em của cô chụp ảnh gửi qua bài cô đã làm để cô gửi cho thầy xem. Thực sự là mình đã làm rồi mà. Rồi bây giờ mình sẽ làm phần nghe này. Ok, trước tiên con hãy nhìn vào bức tranh trước đi. Nhìn kỹ nha, bức tranh này sẽ mô tả hơi có nhiều điểm giống nhau này. Đây, có nhiều điểm giống nhau, chẳng hạn ở đây có hai bà mẹ luôn. Và ở đây có hai cậu bé mặc áo màu xanh. Được chưa? Rồi lại có một hai cậu bé mặc áo màu đỏ. Nhưng vị trí của hai bạn hoàn toàn khác nhau này. Rồi một cô bé is wearing scarf, long hair, long yellow shirt. Chà. Rồi bây giờ mình sẽ nghe câu ví dụ trước, đó là về gym. Part 1. Look at part 1. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Oh, look! The soccer game is starting. Yes, some of my friends are playing. Is that Jim? The boy who's running for the ball? Yes, he's wearing a red shirt. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. Jim's mother is there. She's watching him. What's her name? Jill. There she is, the woman with glasses. Is she wearing a blue coat? Yes. I know. 2. Look at the small boy. Part 1. Oh. Look at part 1. Look at the picture. Part 1. Cái này không có dừng được. Look at part 1. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Oh, look! The soccer game is starting. Yes, some of my friends are playing. Is that Jim? The boy who's running for the ball? Yes. He's wearing a red shirt. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. Jim's mother is there. She's watching him. What's her name? Jill. There she is, the woman with glasses. Is she wearing a blue coat? Yes. Two. Look at the small boy in the purple hat. That's John. His dad's carrying him on his shoulders. Yes, they always enjoy watching soccer. Three. There's Daisy. Who do you mean? The girl who's eating a burger. Is she wearing a scarf? That's right. Four. Is Fred playing today? Yes, he's wearing a blue shirt with the number 7 on it. Where is he? I can't see him. Look, he's kicking the ball now. Five. I know the woman in the black coat. Who is she?
Her name's Jane. She's Fred's aunt. She's shouting something to the boys. Yes, she's enjoying the game. Now listen to part one again. One. Jim's mother is there. She's watching him. What's her name? Jill. There she is, the woman with glasses. Is she wearing a blue coat? Yes. Is she wearing a blue coat? Coat là cái gì con nhỉ? Blue coat là... Blue coat là gì nhỉ? Coat thôi, không cần nhớ, không cần biết màu đâu. Có nhớ lại cái unit mà mình đã học áo quần ấy. Cái váy liền á. Váy liền là dress. Nhớ không? Váy liền là dress. Còn váy rơi là skirt. Rồi mình có áo khoác. Áo khoác thì mình là jacket. Jacket. Còn quần thì sao? Stop. Trousers. Trouser là cho quần tay. Còn như kiểu mà jeans. Jeans thì cho quần jean này. Quần cho bò đấy. Rồi tiếp theo, mình có đồ trên người như dạng là sock này. Hay là shoe. Rồi sock, rồi shoes. Và mình có này nữa, đó là cái quần mà quần ngắn. Quần gọi là quần đùi ấy. Tiếp theo loại áo khoác mà nói đó là coat, là cái loại này. Thì nó khác với lại no, nó khác với lại jacket. Jacket thì thường thường nó chỉ xuống ở đây và xuống trên cái thắt lưng của mình thôi. Nhưng mà coat thì thường thường nó dài. Chưa? Con thấy này chưa? Nó dài từ đầu gối. Này. Này, cái blue coat. Như những cái áo choàng hay áo dạ đấy. Áo dạ mình gọi là coat. Rồi ngoài những áo đó ra, còn từ đấy là váy. Dress mới là váy. Thì bởi vậy khi mà mình nghe mình nhớ để ý thêm áo quần là áo. Áo sơ mi thì là gì nhỉ? Áo sơ mi là gì nhỉ? Mình có hai mình có hai loại áo. Áo mà cổ như thế này này, cái cổ tròn, áo thun cổ tròn, cổ mềm ấy, thì mình sẽ gọi là t-shirt. Còn cái áo mà có cổ cứng, cổ bẻ, sơ mi ấy, thì mình gọi là shirt. Chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ có sweater. Sweater là những cái áo mà như áo len, được làm bằng chất liệu len dày. Tiếp theo cái này nữa, sweatshirt. Sweatshirt là áo nỉ, áo hoodie ấy. Rồi, vậy mình xem nha. Jill in blue coat and glasses. Và John in purple hat on the man's shoulder. Daisy eating burger and wearing scarf. Rồi, còn cái Jane là ai nhỉ? Ai là Jane? Có thấy con gạch xuống đó rồi xong con không gạch nữa? Tại vì con chưa xác định được. Jane shouting in black coat. Cái người kia là blue coat. Còn cái người còn lại là mặc black coat. Cho vậy nếu mình đoán được, biết được áo quần hết thì mình có thể nghe được dễ dàng hơn. Ok, không còn cổ là gì nhỉ? Shock. Scarf. Ở đây mình có chữ scarf này. Đây. S-C-A-R-F. Scarf. Rồi, tiếp theo. Bài này thì cũng không khó. Name. Cái nghe của phần 2 đấy. Nhưng mình phải điền chữ vào. Hồi nãy là mình nghe nối.
Bây giờ mình phải hiện chữ. Name là Ann Jones. Thì cái này thì con đoán được là đang nói về cái người này. Ann Jones. Câu đầu tiên là gì nhỉ? Live at. Live at nghĩa là nơi trốn ở. Sống ở. Live at là sống ở, sống tại. Number 2. Thời gian. 3. Động vật. Animals. Vậy trong đầu con đã nghĩ ra được animal là những loại animal nào? Những con động vật. Con chưa biết. Thì phải con phải khi mà nghe và khi mà con đọc lướt qua thì con phải suy nghĩ là có thể ra là con động vật nào mà con người hay nuôi, hoặc là giả sử đây là đang ở một cái nơi nào đó thì cái con động vật nào mà con người thích. Cho cô những con gần nhất đi. Dog cat những con gần mà lại hiền, con người có thể nuôi. Dog, cat, rabbit, fish. Đúng rồi. Yeah. Fish. Rồi. Tiếp theo này. Working with. Khi mà con thấy chữ with này là với, thì mình có thể nhìn như thế này và mình biết đây, Mr. Là mình biết là người ta đang chỉ đến một người nào đó. Và đó lúc mình sẽ cần nghe cái tên. Tiếp theo. Phone number. Dễ dàng rồi phải không? Rồi bây giờ mình sẽ nghe cái part 2. Ví dụ đầu tiên trước này. Listen and look. There is one example. Hello. I'd like to help sometimes at the children's zoo. Can I do that? Yes, that's okay. But I need to ask you some questions first. Fine. So, what's your name? Can you spell it for me? It's Ann Jones. That's J-O-N-E-S. Can you see the answer? Now you listen and write. 1. Okay then, Anne. Where do you live? I live in Field Road. Right. What number? Number 17. 17. Right. Two. Which days can you help here at the zoo? Well, I can come on Wednesdays after school or on Sundays. Okay. What about Sunday afternoon then? All right. Sunday afternoon is fine for me. Three. Which animals would you most like to work with? That's difficult. I like all kinds of animals. Well, we need help with the bats and the rabbits. So can I help with the bats? Yes, fine. Four. Okay, now, you can work with Mr. Marsh. He can show you what to do. Okay, I must write his name in my book. How do you spell it? M-A-R-S-H. Thank you. Five. Last question now, Anne. Okay. What's your phone number? It's 753-694. 753-694. Well, thank you, Anne. Now listen to part 2 again. Sao con chưa ghi đáp án?
1. Okay then, Anne. Where do you live? I live in Field Road. Right. What number? Number 17. 17. Right. Chỗ làm gì? Part 2. Con xuống đảo rồi cơ. Listen and look. Từ nãy giờ quên. Nói. Hôm nay nhà con không có ai. Okay, okay. Xong chưa nhỉ? Rồi. Rồi, nghe lại lần nữa điền vào nha. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello. I'd like to help sometimes at the children's zoo. Can I do that? Yes, that's okay. But I need to ask you some questions first. Fine. So, what's your name? Can you spell it for me? It's Anne Jones. That's J-O-N-E-S. Can you see the answer? Now you listen and write. 1. Okay then, Anne. Where do you live? I live in Field Road. Right. What number? Number 17. 17. Right. Two. Which days can you help here at the zoo? Well, I can come on Wednesdays after school or on Sundays. Okay. What about Sunday afternoon then? All right. Sunday afternoon is fine for me. Gì nữa rồi, con có đang nghe không? Có. Three. Sao con chưa đi đáp án? Which animals would you most like to work with? Tại vì con không có làm gì được, tại vì that's cái difficult. Này nó chỉ nối thôi. I like all kinds of animals. Well, we need help with the bats and the rabbits. So can I help with the bats? Yes, fine. Four. Okay. Now,
You can work with Mr. Marsh. He can show you what to do. Okay. I must write his name in my book. How do you spell it? M-A-R-S-H. Thank you. Five. Last question now, Anne. Okay. What's your phone number? It's 753-694. 753-694. Well, thank you, Anne. Sao rồi con? Sao chưa điền câu nào hết? Now listen to part two again. Không đi này. Có nghĩa là con thấy là cứ đến câu nào á là người ta sẽ cho mình biết này, chẳng hạn như leave at thì là người ta đọc nhiều vậy, nhưng mà con chỉ cần nghe, ở đây mình có con đường rồi thì mình lại cần nghe số, rồi time, thời gian là này. Cái này là kiểu là chỉ là nối hoặc là vẽ thôi chứ nó không nào mà ghi được chữ. Nếu mà dùng trên máy tính là con còn ghi được. Nhưng mà vậy thì con có thể ghi ra giấy. Con ghi rồi nè. Rồi vậy con đọc đáp án đi. 117. Rồi đúng rồi. 2. Apps. 2 là after school. Sunday afternoon. 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 Là buổi chiều ngày. Bat and rabbit. Bat and rabbit là người đó chọn. Ý là người này nói là có hai loại động vật. Thì bạn này kêu ông đề xuất là dơi thay vì rabbit. Working with Marsh. How did you spell Marsh? M-A-R-S-H. Okay, phone number? Phone number 753-694. Okay, 753 hay là 35, hồi nãy cô nghe là 35-694-994. Okay, rồi, mình đã xong. Rồi, mình nghĩ đây nha. Mình nghĩ là 51 rồi đấy. Đi nhanh nhé nhỉ. Qua mấy bộ nhanh nhé. Rồi, bye bye. Good night. Bye bye.